đâu đấy xem là nó phải ở có cái gò dao. Thì nếu mà có dao thì nó nhấc ra đây à? Alo. Không không có gò dao đúng không? Mang cái dây ra đây tước cái đầu dây hộ cái. Mang ra đây trước đi. Bỏ ra đi. Đấy, đấu ở đây đi, xong kéo ra đấy. Đấu ở đây trước, xong là kéo ra đấy. Còn đầu cuối kia là ta dâu điện, nó cắt điện, xong để đâu. Anh hiểu không?